Chiều 1 tháng 6, ông Lê Hà An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan đã có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn về vụ việc hai cháu bé bị rơi xuống hố sâu do một đơn vị thi công đào đặt cống thoát nước dẫn đến tử vong. Theo đó, lúc khoảng 17 giờ 45 phút chiều ngày 30 tháng 5, trên địa bàn khối 5 thị trấn Phú Phong, khu vực sau khách sạn Hiếu Ngọc, xảy ra một vụ đuối nước làm chết hai cháu nhỏ. Nạn nhân được xác định là cháu LQH 5 tuổi, con ông LB và bà NTNT, chú khối Hòa Lạc, thị trấn Phú Phong, và cháu NTK 4 tuổi, con ông NVQ và bà NTH, chú khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong. Được biết, hai cháu bé về nhà ngoại là ông NDD, chú khối 5, thị trấn Phú Phong chơi thì xảy ra vụ việc. Cũng theo lãnh đạo thị trấn Phú Phong, trong lúc chơi ở nhà ông ngoại, hai cháu đi đến khu vực đang thi công công trình san lấp mặt bằng do Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn làm chủ đầu tư, đại diện là Ban Quản lý Dự án Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn. Đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc thì bị rơi xuống hố nước sâu 1,1 mét. Hố sâu này do đơn vị thi công đào dùng để bơm hút nước đặt cống thoát nước của công trình. Đến 18 giờ cùng ngày, gia đình mới phát hiện đưa con em đi cấp cứu nhưng không cứu được. Người dân địa phương cho biết hố sâu này do một doanh nghiệp trên địa bàn đang thi công đặt cống thoát nước thải sinh hoạt nhưng chưa đặt ống xuống và cũng không đặt biển báo. Sau khi vụ việc xảy ra, mới có người đem biển cảnh báo nguy hiểm tới cắm. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc đã thừa nhận hai cháu bé bị sụp hố tử vong do dự án chống ngập úng của khu dân cư ở gần đó.